Trời ơi, sao tay run vậy cưng? Tay lạnh quá vậy? Đây, quẹo vô, rồi cái ghế đây, ngồi xuống. Ok, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Được chưa? Ok ha. Bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình, nói lớn, to, rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời anh trai. Em xin chào chị và chào cô em bạn, cô em bạn bên kia và chào anh ở đây. Em tên là Lê Vân Sang, hiện tại đang ở phường Nam quận 8, buôn bán quán cà phê giỏng. Là quán đó là mình đi làm cho người ta. Không, quán tự chủ tự làm. Quán tự làm tự bưng luôn. Dạ. Rồi quê quán em là ở đâu? Em sinh ở Sài Gòn, Năm nay bao nhiêu tuổi? 40 rồi. 40 tuổi. Dạ. Tới em gái giới thiệu về mình một xíu. Em tên là Ngọc Thà, em hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mẹ em có một mình em là con một. Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là thích làm đẹp, thích hài hước. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Để nóng hùng đùng vậy chứ qua ngày mai là quên hết. Điểm yếu của em cũng là mau quên. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mê âm nhạc, thích được bạn gái đi chơi và những nơi bạn gái chưa biết đến. Thích được bạn gái đưa nơi mới lạ cho bạn gái mình thưởng thức món ăn vừa rồi. Ơi, nó đi du lịch hay đi chụp hình nữa đó. Còn điểm yếu của em là hơi biết nhậu, cà phê không uống, cờ bạc không biết chơi, chỉ có vậy. Hay quá vợ, bán quán cà phê mà cà phê không biết uống luôn. Mà cái lúc mà bán thì mấy cô bác chỉ pha, rồi pha rồi bán. Rồi lúc đó mình không biết ngon dở, khách vô ngồi uống. Cái lúc khách uống xong rồi hỏi thưa bác, cà phê con mới hay chưa, uống cảm thấy được không? Bánh đó, ok con, rồi được là mình sẽ làm tới luôn. Đó. Còn không được mình sẽ pha chế lợi như vậy. Nhưng mà rồi nãy giờ nghe toàn là đưa bạn gái đi chơi nè, ăn ngon rồi đi du lịch nè, rồi tình hình kinh tế mình sao mà sao tính chuyện thấy sướng quá vậy? Nếu mà có ít thì đi ít, có nhiều đi nhiều xíu. Vậy. Rồi cái việc kinh doanh của mình rồi có đi là cũng không ảnh hưởng, hai em đi là đóng cửa hả, hay là đi có ai coi giùm? Mình quán, mình bán, mình thích mình đóng, mình thích đi thôi, đâu có làm phụ người ta đâu. Rồi. Ok, nhưng mà em lấy vợ về rồi em có cho vợ em tiếp tục công việc của nếu vợ mà lấy không? Vợ về cho vợ buôn bán quán luôn, em đi làm kiếm thêm cái gì đó, kiếm thêm ví dụ như vậy. Còn ví dụ như vợ muốn vẫn đang làm cái công việc của vợ mà đang tốt rồi, vợ vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó, cái đó là theo ý vợ muốn thích gì thì chịu cái đó thôi. Rồi tình duyên thì sao nè? Về tình duyên em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua một mối tình chính thức và cũng có yêu đơn phương vài mối. Rồi đơn phương tới vài mối lần hả em? Rồi cái mối tình chính thức là được bao lâu? Dạ 9 tháng. Bạn đó không siêng năng làm việc, làm một tháng nghỉ 3 tháng nên em không thích. Rồi đó rồi, làm gì mà làm tháng nghỉ 3 tháng? Dạ làm xây dựng đồ chị. Rồi còn em, tình trường sao? Vừa làm gặp muốn ngó y tiếng người đương sao chưa thành câu, với hoài không được thành câu cái gì hoài luôn. Tặng quen không có thật lòng mà quen tặng là tiền lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, đeo vàng nhiều mà quen đằng vàng không quen người, quen một hai bữa cái cho mượn 2 triệu đi, mới quen hai bữa mượn tiền á thì không được rồi, cứ vậy không à. Giờ ai biểu em đeo vàng chứ cho nhiều không có đi mới đeo, bây giờ không đeo sợ, bây giờ thì gửi ngân hàng không muốn đeo, chứ là em tuổi em lớn á, giờ quen khó luôn á. Mà từ xưa giờ là chưa một mối tình nào mà chính không thức luôn, luôn không có luôn. Tự quen nhau cái tình cảm nó vụn vẹt thôi. Hà là em thích cái gì anh ra mua tặng bất ngờ cho em à, mà em có hay tặng không? Nếu mà mình chắc quen chắc là có làm sao em, người ta thấy em là dư tiền hoặc là dễ dãi người ta mới tại vì luôn. Tại vì em lúc mà em quen trên mạng Zalo á là em đem đeo vàng nhiều lắm, giờ chẳng còn Zalo, chẳng còn đeo vàng nhiều lắm, em mê vàng lắm, lãnh lương là mua vàng hết trơn rồi đeo à. Cho nên bây giờ không nhóc đeo nữa, bây giờ mà được nhiều vàng không? Cây hai cây à. Hai cây đeo hết người luôn. Đeo hết luôn. Hèn chi bởi vậy người ta mượn là phải rồi. Bởi vậy giờ khó kiếm. Khó gì? Nhưng mà em có phải là người ga lăng lịch thiệp không? Em quen có hay tặng quà, tặng đồ, có đưa người ta đi ăn, đi uống đồ này kia. Cái đó là ok, ga lăng ok, đi chơi đi đâu đó mình không quen bật gì đó có. Với lại ăn nhậu nữa, em có ăn nhậu cũng được, em ăn nhậu cũng được. Lúc quen nhau ví dụ như ăn nhậu tụi ba tụi bảy em cũng thích nữa. Nhưng có khi nào bị rồi có cho ai mượn chưa? Có bị lừa lần nào chưa? 40 mấy triệu. Chị không mượn mà lấy luôn, gạt lấy luôn 40 triệu. Gạt luôn 40 triệu gạt luôn. Gạt mà gạt sao? Là lúc mà chưa Tết, là cách đây cũng mới tháng 7, tháng 8 gì đó, là em quen trên mạng Zalo, trên mạng. Lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, sau đó dắt đi ăn ốc. Lần đầu tiên là em đeo vàng là rất là nhiều. Sau đó rồi cái cô ta gặp xong rồi cô ta cái ăn cắp xong cái em về nhà. Em về nhà sau cô ta nhắn tin nói là anh ơi cho mượn 2 triệu. Giờ em nói kiểu này chắc không quen rồi, mới vừa quen rồi mượn tiền rồi. Rồi cái là mình nghĩ là thôi bây giờ anh không quen em nữa, thôi mình chỉ là bạn bình thường thôi. Tới sáng ngày mai nấu cơm xong rồi cái nấu ăn nó cái sao nói anh làm gì, nó đâu có nấu ăn gì ngon cho mang. Với anh nghĩ là nếu mà không quen nữa mình chỉ là bạn, mình chắc nhà ăn cơm chuyện bình thường.
lúc đó là qua chở các bạn qua ăn cơm, thì lúc mà đi là cũng sợ, mình tháo cái nhẫn ra dí một chiếc lắc bỏ vô cái hộp. Ăn cơm xong rồi các bạn gái nó ăn cơm tanh, nó mua chân cơm, nghĩ là tự nhà đi vô bãi mua chân cơm, các bạn bỏ xe ở nhà luôn và mua cây chân cơm vô, cái nó không phải chân cơm này, mua luôn hôm nay á, rồi ra đổi lòng cái nó, giờ xong rồi người đó mất tiêu, lấy nhẫn em trong cái thùng, cứ lấy xe bỏ cái nhẫn, sáng nãy em đi đón là lấy nhẫn một cây 40 mấy triệu à. Mà chiếc xe thì còn nguyên, chiếc xe còn, lấy nhẫn thôi chứ lấy xe sợ đi báo công an đó. Số em bị nó không có, không biết ta ở đâu luôn, không kiếm không, tại quen trên mạng mới 1-2 ngày dắt nhà ăn cơm rồi, dắt nhà biết ta ở đâu mà dắt. Cô có đẹp không? Đẹp đó, mê gái đẹp mới bị đi chưa. Rút kinh nghiệm ra được cái gì chưa? Nói chung là số em không vợ quen chừng sao á, gặp gì đâu không à. Nói chung là cũng mình nữa, tum tấp ai biểu thấy gái đẹp phải tìm hiểu nhà cửa đồ ta đâu. Về nhà mình thanh niên mình dắt nhà ăn cơm chuyện bình thường đâu sao đâu. Nghĩ ăn cơm về nhà cũng có ý đồ làm gì không, đây nè. Nghĩ ăn cơm về nhà cũng có ý đồ làm gì không, đây nè. Không ăn cơm bởi vậy. Mai chưa mất chiếc xe nữa nha. Mà em nghe câu chuyện bạn trai kể thì em cảm nhận như thế nào? Mấy bạn đó chỉ là lừa dối thôi. Em thì không có đẹp. Nhưng mà hồi trước em có chia tay bạn nam thì bạn đó có gửi em tiền giống như là dành từ từ hai đứa làm đám cưới. Nhưng mà chia tay em trả lại hết cho bạn đó. Đúng là những người đó người ta có cái máu sẵn rồi, chủ đích là người ta muốn lừa gạt, người ta mới như vậy. Nếu còn thật sự mối quan hệ yêu đương mà bình thường để tìm hiểu nhau rồi đến lúc không hợp thì chia tay thì chẳng, những cái đó đâu có đáng bao nhiêu đâu, rồi ăn cũng hết, đúng không em? Mình sống mình còn cái hậu vận mình sau này nữa. Coi như là em xui đó, em gặp đúng. Vì còn thêm một lần nữa giờ mượn thêm nữa hả? Mượn nữa, mượn năm mới quen xong rồi mà rồi đầu mượn 2 triệu nó mẹ em bệnh gì đó, bây giờ em mẹ em bệnh đúng không? Em làm đâu nổi, em nghỉ xin nghỉ đi, nghỉ tuần đi. Anh giấy đưa em về quê. Vừa em mượn 2 triệu không? Bây giờ anh không đưa 2 triệu mà đưa 10 triệu luôn. Nó mẹ xin cưới luôn được không? Rồi nó đến tắt gọn bây giờ cho mượn 2 triệu không nói nhiều. Mẹ đâu bệnh đâu, nó mẹ bệnh. Lấy mượn tiền của em nói vậy. Cái con số 2 triệu này nó mệt mỏi, bố em có mượn 3 triệu nha, em đừng mượn 2 triệu nha cưng nha. Trải qua nhiều vấn đề như vậy thì giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Sống thật lòng, tóc dài, nó nhỏ nhẹ và tư cách nó như là không ăn nhậu, không có xăm mình này kia đó, anh thích những gái vậy đó. Nhuộm tóc đồ được không? Nhuộm màu mè quá cũng không được. Bình thường nó đẹp, không cần thấy cần không làm cũng đẹp. Màu đen ta thích, giờ đen. Mặc đồ hở hang xíu được không? Sexy chút được không? Bạn gái mình thích vậy mình không chịu sao giờ. Dạ. Rồi về ngoại hình thì em thích người sao? Vừa người thôi, tóc dài, không cần ốm mập, vừa người. Ví dụ như ốm mập một chút được không? Không được, ốm vừa người thôi, vừa thì cũng mập quá. 40 mà người ta có 23 hả, lớn hơn người ta tới mười mấy tuổi. Bởi vậy lớn nhiều quá, nhỏ sợ trưởng thành không biết có được kết quả không. Thì em phải chăm sóc người ta, mình đã lớn rồi. Mình phải là che chở bảo vệ cho người ta chứ. Nếu mà được cho ở nhà bán quán luôn em làm lo được. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em là xuyên, biết kiếm tiền, giỏi kiếm tiền, người hơi tròn và cao hơn em xíu. Em thấy mập dễ ôm. Thấy chưa, người ta thích người hơi tròn kìa, mập dễ ôm mà, đúng không? Còn tròn chút được mà. Đâu sao đâu. Hai đứa rủ nhau đi tập thể hình, có ai chê em mập không? Có chứ, đi chơi nhiều lúc lâu đó, gặp bạn bè nó trọ sâu tướng con bự mập. Người nhà này có tập thể dục gì không? Không. Rồi bây giờ có bạn gái còn tròn, hai đứa rủ nhau đi tập thể dục được không? Tại em đó, em cứ lo em bề ngoài không mà em cứ mê gái đẹp không, bởi vì nó mới gạt em. Người ta kiếm một cái người bình thường thôi ha, nhưng mà người ta chân thành với mình, ta lo cho mình, ta vun bán gia đình không chịu, cứ ho lo mê trai đẹp bởi vì bị gạt. Đúng rồi, bây giờ có hình ảnh gì không nè? Trời ơi, đó, hai chàng trai này em lựa một chàng. Hai cô gái đó em lựa một cô. Ai? Tròn tròn. Này. À sao em nghĩ cô đó? Nãy nghe tuổi 23 tuổi là mình nghĩ là chắc trẻ trung hơn cô này. Chịu đó đi để coi phải không? Ở đây, chọn anh nào? Dạ em nghĩ là bạn này ạ. Tại sao chọn bạn đó? Bạn đó hơi lớn tuổi, nhờ người hơi tròn. À rồi, người ta rất là logic ha. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cánh cửa trái tim này, Tường sẽ mở ra nha. Xem cái cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta là đúng hay không. Hồi nãy giờ người ta đã nói là tròn rồi mà còn chỉ vô cô ấm nhắc. Trước khi mở quà em có một bức thư em gửi anh từ chương trình tới giờ. Rồi em đọc lên thử coi. Sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này, mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái. Trời ơi, đọc cho. Trời ơi. Gửi anh, sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này,
Mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái ngắn ngủi lắm. Anh để em chờ đến khi răng rụng tóc bạc rồi anh mới đến hay sao? Hạnh phúc của một đời người chỉ trông chờ người sẵn sàng hy sinh, chia sẻ và quan tâm. Sài Gòn đông đúc, thấy nhau thì dễ, nhưng được nhau là cả quá trình. À, ngoài kia bao la thế giới, anh đã mỏi chân chưa? Phải đi kiếm người chân thành. Thành phố Hồ Chí Minh tụ về nhiều người, sao đến lúc về đến phòng em lại thui tuổi một mình, anh có đang vậy không? Có biết em ước mơ một gia đình và những đứa trẻ hồi sinh nhật em năm 18 tuổi. Doraemon, cảm ơn anh đón thanh xuân cùng em. Anh và em cùng vượt qua, nhớ đến những ngày mình bắt đầu là ngày hôm nay. Yêu nhau, chia sẻ, quan tâm, lo lắng, bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Harry Trần, Ngọc Hà. Hay quá. Dạ. Em cảm nhận như thế nào về món quà của cổ ngày hôm nay? Thấy món quà và một câu thơ rất là dễ thương. Hiện tại bây giờ em đang làm ở đâu? Làm cũng dạ, em làm tóc. Có thời gian nào được đi, mình như là đi đi đâu đó? Dạ, chỉ có rảnh buổi tối thôi, 8 giờ, rồi 9 giờ em mới xong công việc. Ví dụ mình đi làm công ty, có thể là mình nghỉ được, có thể là thứ bảy nhật, ví dụ như nhật thì mình nghỉ được. Còn mình làm cho mình làm tóc, ngày mà còn khách thì mình sẽ còn. Thứ bảy cứ nhật càng đông hơn nữa. Nhưng mà rồi mình không có một tháng được nghỉ mấy ngày gì hết hả em? Dạ một tháng được, off một ngày. Ví dụ mà được thì mình sắp xếp dành cho nhau, có thể là mình đi tìm hiểu. Thì đó, sau khi cổ đi làm về thì em canh 8 giờ em tới em đón cổ ở tiệm rồi đi chơi. Cái dễ mà ha, cái chuyện cho dễ ẹt. Có một phần là do công việc đó nên em mới nhuộm tóc rồi. Chứ em tóc em dài mới cắt cái đại sô á, nhuộm tóc không biết không. Không, cái này cũng không có, nó cũng hơi, nó không sao hết. Nó còn đựng kia vàng vàng với mà sợ tóc vàng với lợi xăm mình nữa, sợ lắm. Rồi bây giờ cho nó sung cái nè. Em có tài năng ca mà hát nhảy múa gì không? Hát chị. Rồi có hát rap gì được không? Rap luôn. Rồi chơi vô. Tình yêu như giấc chim bao, khi nào nó đến lúc nào cũng hay. Tình yêu như giữa ban ngày, không mơ phơi nắng đỏ đầy tấm thân. Yêu chi để giờ khổ đau, một ngày sẽ cắt nhớ nhau một đời. Yêu cho thân sắc cả giờ, không yêu như kẻ như đời mộng du. Biết yêu là nhớ nhau nhiều, mà sao phải quán chút liệu bầu yêu. Hãy mang yêu thương cho nỗi đi nó đau buồn, và cho nhau một tình yêu mơ. Yêu nhau đi em, với ngày tháng ta dần trôi. Vui lên đi em, thiên hành đó ta hành đội. Yêu nhau đi em, xin đừng đón bờ môi. Dù ngày lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Dù bằng giàu hay bằng đẹp, bằng duyên dáng bằng duyên vũ, lúc bạn vui hay bùng một sống bên ta chẳng đơn thai. Dù bạn có là ai vẫn có không bên đi được, mà như có hẹn hò. Bà con ơi ra đây mà xem, hẹn hò chúng tôi vui quá trời. Bên đàn trai là bên đàn gái, hai họ hẹn chúc mừng nâng ly. Nâng ly vô. Rồi thôi bây giờ nâng ly. À, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức bánh rồi uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại với hai bạn. Thường thường em đi, con có đi đầu trời không? Cũng có, thường buổi tối đi vòng vòng Sài Gòn. Vòng Sài Gòn. Xem phim đồ. Em đi với ai? Có khi đi với bạn. Anh có thể thường hay đi xem phim không? Nếu mà xem phim là xem phim ở nhà, anh đi làm về lúc buồn ấy, anh coi laptop á. Có mê phim bộ lắm. Nếu mà có bạn gái thì đưa bạn gái mình đi tham quan chỗ nào đó. Còn nếu một mình là ở nhà không đi đâu luôn. Nếu anh bán quán như vậy á, còn em làm thì anh nói anh bán quán lúc nào cũng có, muốn giờ nào cũng có giờ đó. Tại bán quán tự chủ á, hết đóng cửa đi. Còn như em làm cho người ta, nếu mà em tự chủ thì em cũng như anh thôi, mà em làm cho người ta em đi không được. Em cũng muốn xác định là kiếm một người mình quen và không phải là một thời gian quá dài. Nhà bản thân là em rất thích em bé, muốn lập gia đình sớm, chứ mẹ em cũng chưa hối thúc gì, nhưng mà tại vì em muốn. Anh cũng muốn lâu, giờ cũng muốn sớm lắm, mà mợ sợ bên em thôi. Nếu mà ok giờ nào anh cưới gì đó chung vậy đi. Bây giờ anh cho quyết định, em cũng đâu có muốn đâu. Em tự quyết định, nắm được cứ sớm vậy sẽ lên sớm. Mà giờ anh nói sớm cũng không được, nó chở do bên em đồng ý là sẽ đến rồi. Có mối quan hệ mà không có phải là dạng như dê sò biến thái đó đâu. Thì qua một hôn nhân thì em sẽ đồng ý hết. Còn trước khi quen thì em muốn là đàng hoàng, có một cái suy nghĩ trong sáng đó. Một khi nó lên tới đây rồi, lúc nào cũng có một cái trường hợp lịch sử lúc đó, đúng rồi. Còn nếu mà em quen ở ngoài thì không khẳng định, anh không biết cái đó. Còn nếu mà lên tới đây rồi là em khỏi lo chuyện đó đi. Mình sẽ tôn trọng bạn gái mình. Dạ. Sẽ đến ngày đó thôi. Mình muốn làm gì, ví dụ hết đi. Anh muốn hôn em thôi, anh nói.
Ừ em ơi, anh xin xin em, dù xin em dù ở cảm thấy ok. Dạ. Chứ không có động tay động chân hoặc cái gì đó, dù đó mình sẽ dạ. Mình sẽ tôn trọng với nhau là mình sẽ đi đến. À. Tại vì em quen ở ngoài thì nhiều người như vậy á nên em không quen, nên em tin tưởng chương trình đó em đăng ký. Vậy anh có ngại thì nếu mà ở chung vậy đó, mẹ em ra riêng, em với mẹ em ra riêng ở chung với anh. Tại vì mẹ em chỉ có một mình em thôi. Vì sao mẹ em ở nhà sống ở là qua anh sống hiểu? Là em ở bên ngoại mà ba mẹ em ly dị, mẹ em sanh em có một mình thôi. Và cô dì chú bác ở nhà rất là nhiều. Ví dụ muốn đi thì gia viên ở đúng không? Gia viên là qua nhà anh ở đúng không? À. Được không? Sao trả dạ, lời nó được mà. Không mạnh cái câu đó vậy, hiểu ý cô nói không? Hiểu sao đâu. Có nghĩa là thì nói chung bây giờ cổ qua nhà em ở hiểu, thì hiểu. Mẹ theo luôn. Bây giờ nó anh đâu còn mẹ đâu, nếu có mẹ em xem mẹ giục của anh đó. Thôi. Đó chứ giờ mẹ đâu còn đâu, tình cảm đâu còn ai đâu. Có đi dâu chơi đóng quá rồi khỏi cần đóng cửa tiệm, mẹ coi giùm, ở cháu coi giùm luôn. Sướng quá trời. Được không? Ok. Được, tôi gả luôn nè. Rồi gả luôn đi. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn mỗi người bóp một lá bài ha. Coi yêu cầu của chương trình hiện cho nó vui. Đọc lớn lên đi em. Gọi tên ba điểm chung và ba điểm riêng giữa bạn và đối phương. Dạ, em thấy chung trước đi nè. Ngoại hình thì em bạn ấy hợp với lại như em mong muốn làm tròn. Rồi. Công việc thì ảnh có công việc ổn định. Tính tình ảnh vui vẻ, hài hước mà em cũng thích như vậy. Rồi, thì còn những điểm nào mà chưa có đồng quan điểm? Thì thứ nhất là tóc. Em chưa thấy tại vì ảnh hơi hói một xíu. Đôi khi đây tạo mẫu tóc mà bên đây tóc hơi hói, không biết tạo mẫu gì luôn phải không? Rồi gì nữa? Cái thứ hai là rồi cứ thẳng thắn đi, nghĩ sao nói vậy đúng không em? Mặt buồn so vậy. Cái nào xấu rồi để mặt nó vậy đó, mặt nó không được vậy đó, nó bị không có vợ là vậy đó. Rồi tiếp. Kể về tình yêu của ảnh mà bị lừa dối như vậy á, em chưa có đồng quan điểm là em ít khi nào bị lừa dối, tại vì em không chưa xác định á, thì em sẽ nói chung mà anh không cẩn trọng lắm trong dạ, chuyện tình cảm đúng không? Rồi. Cái thứ ba là nét mặt thì rất là buồn, tại vì em thích một người vui hài hước á, nhưng mà ảnh mở miệng ra là em lại thấy vui. Mà ảnh im ngậm miệng là thấy mặt buồn hơn so. Dạ. Đó là cái tại vì mình phải nói hoài. Tại vì cái khuôn mặt này nó vậy á, mà thật sự là nó tánh tình nó như tuổi lớn vậy, thật sự là tuổi nó phải nói như nít vậy, nó ngộ lắm, tánh kỳ vậy. Tại vì cố ít đi tiếp xúc với đường, nãy là cái nãy có nói rồi, không nhậu không có chơi với ai, bạn trai nó không thích chơi với mình được. Nó nói này, không có nhậu không có chơi nó, rồi thôi không uống không có chơi nó luôn, chỉ có nước trà, có thuốc hả? Bánh trái trái cây không ăn luôn. Nhạc thì khoái lắm, mê lắm, vậy thôi. Còn ngoài ra là không có chơi gì hết. Rồi móc chơi với vợ thôi đúng không? Dạ. Người không có ai hoàn hảo đâu, được cái này sẽ mất cái khác. Rồi, mời em. Đọc lớn lên coi yêu cầu gì trọng. Bạn mong muốn người yêu mình là người chăm lo cho gia đình hay sự nghiệp nhiều hơn. Em muốn bạn gái mình làm lo cho một cái gia đình và lo cuộc sống. Cái này hỏi em vẫn lo cho được, không cần bạn gái lo, em chỉ vẫn lo cho bạn gái mình ok hết. Chỉ cần bạn gái mình ở nhà nấu cơm, ăn uống này, nấu cơm cho anh ăn thôi, và gia không có làm gì hết. Công việc mất thứ không có làm gì hết. Chứ là rồi trong nhà thiếu đâu phải chuyện nấu cơm không? Bây giờ ở nhà giặt giũ quét dọn lau chùi giặt đồ được nhiều lắm, cả ngày em có phụ không? Không lẽ bắt mình vợ ở nhà làm hết. Nếu mà công việc mà có việc làm ở nhà thì bắt buộc hay vợ, thì bắt buộc hay vợ hay giặt. Còn nếu mà ở nhà không thì anh sẽ phụ. Còn những ngày nào mà em đi làm hay đồ đạc để nhà thì anh sẽ làm hết. Anh biết nấu ăn được nè, giặt đồ được nè, làm việc trong việc nhà được nè. Bây giờ em không làm, anh giờ anh độc thân, bây giờ anh cũng chẳng là không làm ai làm. Giờ gia đình chết hết ai làm? Lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, nấu ăn anh tự làm không? Dạ. Cũng mới ăn cũng bị gạt. Ăn cái dịch thôi gần là tự làm dịch thôi gần hết 40 triệu đó. Ủa nhắc hoài, ngủ hoài bị gạt tức quá mà. Cái 40 triệu tức không tức mà hãy nhớ hoài chứ sao? Nhớ rồi sao phải cẩn thận nha. Mọi buồn vui thì của anh thì sẽ quên đi. Bắt đầu em sẽ có một cuộc sống mới ha. Cuộc sống mới với em. Giờ đến với cái chương trình ngày hôm nay, giờ em nhìn thẳng mặt cô này, nãy giờ chị thấy em không có nhìn thẳng vô mặt người ta nè. Dạ hả? Đúng rồi. Có nhìn lén không có trời. Nhìn thẳng luôn, mình là đàng hoàng nghiêm túc, mình nhìn thẳng luôn nè. Em lớn hơn nè, tỏ tình hay là em muốn một cái gì đó khẳng định, hoặc một cái hứa hẹn một cái gì đó sau khi kết thúc chương trình này? Chương trình nếu mà cảm thấy được ok mình sẽ bấm, mình sẽ tìm hiểu thêm nữa.
Đó, chỉ có vậy thôi, giờ cũng không biết nói gì hơn đâu. Thật sự mọi con người không có ai là hoàn hảo hết. À, có thể là trong mắt của em người này chưa đạt tiêu chuẩn của em, hay là trong mắt của em có thể anh này có những cái em chưa thích. Ví dụ vậy, giống như em nói là tóc ảnh hơi hói, hay là mặt ảnh hơi buồn. Ví dụ có thể trong mắt em sẽ nhìn thấy cô này tóc thì nhuộm, hay là người hơi mập so với là em mong muốn là người ốm. Ví dụ vậy. Dạ. Đó là những cái về ngoại hình. À, nhưng mà quan trọng cái cốt lõi ở đây, chúng ta không phải tìm một cái người để mà quen, để mà đi với nhau cho nó đẹp, không phải vậy. Mà chúng ta cần những người cùng chia sẻ những cái buồn vui, những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu chúng ta thật sự có sự rung động, thật sự thấy đây là một cơ hội, chúng ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không, người này tôi không có thể nào tôi lấy được, không thể nào này kia, thì mình không bấm, bấm mất cái duyên của người khác. Hiểu không? Hiểu chưa? Trời ơi, ông tươi lên giùm tôi cái coi, hiểu không? Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sau một hồi tư vấn của các tường, hai tiếng bấm nút rất đồng điệu. Bây giờ cái này tươi lên chút nè. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu chúng ta gặp mặt tại chương trình. Dạ. Xin phép bạn gái nè. Rồi hôn xong cũng buồn nữa. Hôn xong tươi lên. Vâng. À, bây giờ thì chị giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán cũng như công việc cụ thể ạ. Rồi em mời chị. Rồi, chị là Trần Thị Thanh Xuân, sinh ngày 29 tháng 1 1981, chị hiện đang ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chị là viên chức nhà nước. Alo, alo, chị ạ. Dạ, chị giới thiệu lại dùm em, 1981, hiện tại chị đang ở Củ Chi đúng không ạ? Chị làm công việc gì ạ? À, chị làm viên chức nhà nước. Dạ, viên chức nhà nước nhưng mà cụ thể công việc là gì ạ? À, quản lý đối tượng nghiện ma túy. À, rồi, chị Xuân có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh thì gì ta? Điểm yếu là... ít nói. Rồi, điểm yếu ít nói. Chị chủ động chia sẻ đi chị. Còn gì đâu mà không biết gì để nói luôn. Rồi, điểm mạnh của mình là gì ạ? Trong công việc, trong tính cách à? Thích đi làm, thích đi du lịch. Rồi. Chị làm trong cái công việc đấy nó cũng khá là vất vả và phức tạp ấy, thì chị có thấy cảm thấy là có những cái khó khăn gì nó ảnh hưởng đến chuyện tình yêu trong cuộc sống không? Có em, tại vì cái thời gian chị làm ở đây thì nhiều, thời gian về nhà thì nó ít á, cho nên là không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhiều. À. Một ngày chị làm khoảng mấy tiếng ạ? À? Có nghĩa là chị làm theo chế độ hành chính và chị phải trực đêm nữa. Dạ, và phải trực cả đêm nữa. Đúng rồi. Thì cái chỗ làm của chị cũng ở Củ Chi luôn à? Ờ, đúng rồi em. Dạ rồi. Về cái câu chuyện tình trường của mình thì như nào chị Xuân ha? Chị thì chị đã ly hôn này được 10 năm rồi, chị có một em bé nay 16 tuổi. Em bé mấy tuổi chị ha? 16. Rồi. Hai anh chị sống với nhau được bằng mấy năm và lý do ly hôn là gì ạ? Sống nhà khoảng 9 năm em. Lý do là do người kia có người khác nên là mình không hợp nữa, mình ly hôn. 9 năm, dạ. Người kia có người khác. Đúng rồi. Chị ơi, chị làm cái công việc quản lý đối tượng nghiện ma túy ấy, thì không biết là chị có biết võ thuật không chị? Không em.
Nhưng mà em nghĩ là nếu mà quản lý những cái đối tượng đấy thì khá là phức tạp á, thì mình không có tí Đúng võ nghệ để mình phòng thủ à chị? rồi. Nói chung là mình cũng có sơ sơ thôi chứ mình cũng không có qua đào tạo nhiều, chỉ là chủ yếu là tập huấn sơ sơ thôi. Mấy cái kỹ năng đa số chủ yếu là mình quản lý, mình nói chuyện, cái cách mình tiếp xúc thôi, chứ về cái chuyên môn về võ thuật thì chị không có. Cái cách nói chuyện, cách tiếp xúc hoặc đối tượng thì mình có. Rồi thì trong vòng 10 năm mà ly hôn đấy thì không biết là chị Xuân có tiếp tiếp cận những cái mối quan hệ khác chưa, đã tìm hiểu một hai người gì đó chưa? Có, nhưng mà mình thấy không không có được, không đi đến đâu hết đó em ơi. Tại Nói sao vậy chuyện chị? được một hai lần là nói chuyện một hai lần là mình thấy người ta sao sao với mình, là giống như người ta lợi dụng mình thôi, chị cũng không nói chuyện nữa. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở đâu khi mà tại sao nói chuyện một hai lần mà mình lại không không muốn tiếp tục à? Ý là thấy giống như là người ta muốn lợi dụng mình về thể xác rồi về tiền bạc vật chất đủ thứ, nên là chị thấy chị không hợp nên là mình không nói chuyện nữa. Vâng, chắc là không cảm thấy cái sự chân thành đúng không? Thì cái bé gái mà 16 tuổi ấy thì em đấy có cái ý kiến như thế nào khi mà mẹ muốn đi tìm một tình yêu mới ạ? Em thì cũng bình thường, em không có ý kiến gì. Lúc lúc mà hai anh chị ly hôn ấy thì là bé mấy tuổi ạ? Năm 6 tuổi gì chị cũng không nhớ nữa Nhưng mà bé có bao giờ nói chuyện với chị là cần muốn có ba hay là như thế nào không nè. Không em. ạ? Dạ rồi. Ủa, chị Xuân cho em hỏi về cái mẫu người mà chị mong muốn ạ. Giờ mình khổ nhiều mà không biết sao, thì chung là người nào mà quan tâm chăm sóc mình với lại đến tuổi hơn mình xíu thì cho nó dễ hơn, ngang ngang tuổi thì cũng khó. Rồi. Chiều cao mình sẽ đi từng ngoại hình về trước ha, chiều cao ngoại hình mà thiếu không? Chị là chị cao 1m63 thì người nào cao hơn chị? Cao hơn 1m63 là rồi. Về ngoại hình sao, mặt mũi chị có yêu cầu gì không, tóc tai sao, đầu hói bụng bự gì không? Chứ là cái nào cũng được, cái đó cũng ngoại hình chỉ là một phần thôi, chủ yếu là cái tấm lòng của người ta thôi. Rồi chị chắc nhá chị, nhưng mà chị phải cả càng mưu mô tả chi tiết thì bọn em càng dễ tìm. Đó. Đó, chị cứ nói mong muốn của chị. Yếu là chân thành nè, không gia trưởng nè, biết chia sẻ công việc với gia đình thôi. Rồi. Chú này hiểu được cái hoàn cảnh của mình, nói với là cái thời gian gì làm việc thì không có thời gian ở nhà nhiều, nên là phải hiểu được cái công việc của mình đó. Rồi. Công việc thì sao chị? Công việc Là cái công việc của chị là trực đêm nhiều, nên là cái người đó phải hiểu được cái công việc của chị làm. Dạ vâng, bây giờ cho em hỏi về cái công việc của cái người mà chị mong muốn á. Chị mong Mà muốn bạn ấy có có việc công làm ổn định đi, có việc làm ổn định là được không? việc. Rồi. Nhưng mà nếu mà làm trong môi trường nhà nước thì cũng càng tốt. Rồi. Môi trường nhà nước càng tốt. Rồi. Dạ. Rồi. Ok. Vâng, em cảm ơn chị Xuân nhé. Thì hôm nay là cái buổi nói chuyện đầu tiên để làm quen giao lưu. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì biên tập sẽ liên hệ với lại chị ha, chị ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò hả chị ha? Thì đầu tiên thì chị chủ động giới thiệu về bản thân mình giúp em ha, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp ạ. Em tên là Phan Huỳnh Phụ Nghi, năm nay em 27 tuổi. Em đang làm công việc là livestream, còn quê quán của em đang ở Long Thành, Đồng Nai. Rồi mình nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu mình đi nghi. Điểm mạnh của em là giống như mọi người thấy là em rất là hoạt bát khi mà nói chuyện, và rất là hòa đồng với mọi người, cũng rất là thích kiểu như là kết bạn với mọi người luôn. Và điểm yếu của em là em khi mà livestream xong thì khi mà ra ngoài thì em rất là ít nói chuyện với mọi người. Nhưng mà mình livestream cho mình hay là mình livestream cho một sản phẩm nào? Livestream cho bản thân mình, tại vì bọn em đang ở công ty. Công ty gì mình có thể chia sẻ cụ thể không nghe ơi? Công ty của bọn em là bán nước hoa, và các đồ gia dụng thiết yếu giống như là xịt giày, và son môi. Rồi, ok.
tình trường của mình thế nào em đi, mình chia sẻ xíu về tình trường ha. Em bây giờ thì em trước giờ em quen được 3 người. Mối tình đầu của em 8 tháng, mối tình thứ hai là 4 năm và mối tình thứ ba là 2 năm. Rồi mình kể từng mối ha, lý do vì sao mình chia tay mối thứ nhất, thứ hai, thứ ba như vậy. Mối tình thứ nhất của em là mối tình đầu thì em quen được 8 tháng thì có nghĩa là cảm thấy hợp nhau nên dừng lại. Mối tình thứ hai thì 4 năm đã chuẩn bị đi đến kết hôn rồi thì em biết được anh quen người khác và mối tình thứ ba của em là do em và ảnh thì ở một cái gọi là tầng lớp hơi cao một xíu thì ảnh nói là em phải cam chịu những gì đó, giống như là quen ảnh em phải chịu đựng những người cô gái khác xung quanh theo đuổi ảnh nữa và phải chấp nhận điều đó và phải, nhưng mà em lại không thích cái kiểu vậy, không thích cái kiểu giống như là mình chỉ trong cần thì có thôi chứ không cần thì thôi. Cái mối tình thứ hai cho chị hỏi xíu ha, em quen 4 năm như vậy rồi em cái đó là em phát hiện hay em bắt gặp hay là em chỉ thông qua một người nào đó em nghe là người đó có người thứ ba thôi? Em phát hiện luôn chị, đó là em đang ở nhà thì tình cờ cái Apple Watch của anh ấy hết pin, cái nó cứ kêu hoài, xong đó em hỗ trợ sạc cho anh ấy và em thấy lạ là tại sao bình thường không có bật mật khẩu nhưng mà hôm nay lại để mật khẩu, thì em mở giống như mình để ngày sinh đó chị, ta để ngày sinh thì em bấm vô đúng luôn ngày sinh thì em đọc được tin nhắn của bên giống như bên mẹ bên tin nhắn của iPhone đó chị, nó sẽ hiện tin nhắn của nó. Lướt thì thấy quá trời luôn, cùng nhau về nhà ra mắt cha mẹ nữa và em cũng đã có kết bạn với người con gái đó luôn và em hỏi bình thường là dạ bạn có phải là tên đó không, thì người ta kêu là đúng rồi và em hỏi rõ ràng là có gì với người bạn trai đó thì họ kêu là bạn trai đó tán tỉnh kêu là em là cái người yêu cũ suốt ngày níu kéo dựa dẫm các kiểu. Trong đó thì ba một lời thì người đó xin em tha thứ các kiểu, vẫn tha thứ nha, sau một thời gian anh ấy vẫn tái phạm và cuối cùng không đi đến. Rồi thì bây giờ đến với chương trình bạn muốn hẹn hò thì Nghi muốn mẫu người như thế nào và phù hợp với em nhất, em miêu tả chi tiết về ngoại hình ha, tính cách, độ tuổi rồi này kia luôn ha. Theo em nghĩ là một người đàn ông, nếu mà em thích thì bây giờ của em là và cao một xíu nè, cũng không cần ốm quá. Tài chính thì bình thường, tại vì đối với em á, bây giờ tài chính của em ổn định nên em không cần một người tài chính quá là cao, tại vì xưa em quen tài chính cao giống như em nói kể chị á, người ta khinh em đúng không, bắt ép phải kiểu quen 2 năm trời rồi không đi đến đâu rồi cái kiểu đó thì em không chấp nhận được. Rồi về công việc tuổi tác thì sao em? Tuổi thì tầm 30 mấy tuổi là được rồi, không nhỏ hơn em là được. Không nhỏ hơn em. Rồi về ngoại hình em miêu tả chi tiết đi, có mẫu nào mà em thích không, ví dụ như một cái diễn viên nào đó chị nhìn vô là chị biết mẫu người của em liền. Diễn viên hả? Em không có quy định về cái gu, chỉ cần anh ấy nói chuyện luôn em có được. Gu nào không? Không có quy định về cái gu chị, tại vì trước giờ người yêu em không có đẹp. Gu lạ ha. Không, tại vì em nghĩ là đàn ông đẹp là của người ta, chỉ có xấu là của mình thôi, mà cuối cùng xấu nó còn chê em nữa. Vậy thôi mình bây giờ mình ngược lại, mình cũng đẹp đẹp một xíu ha, mình cũng vừa vừa với mình ha. Đúng rồi chị ơi. Rồi chào Lê em họp với nhá. Nghi ơi, em biết ca hát gì không Nghi? Em không biết ca hát, hát rất là dở chị ơi. Vậy thì lên chảnh làm gì để tặng bạn nữ? Bạn nam chứ. Tặng bạn nam quộn. Em nghĩ là tặng quà thôi. Em nghĩ là tặng rồi quà. Thì mình cứ chuẩn bị đi, lên tới đó thì có gì thì không ai mình nói cái gì đó để cho người ta bấm nói nút đó để cho mình đi về nữa nha, đi một thì phải về hai ha. Dạ. Ok thì buổi casting hôm nay thì đến đây giờ
của em cũng kết thúc để cho em còn livestream nữa, thì có gì bên có gì có người phù hợp hoặc là sắp xếp như bên chị như thế nào với bên em nó thuận tiện thì mình đến phim trường mình ghi hình gì đó chị đến ha. Nó ở tầm ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh á. Ừ, ok chị. Ừ, rồi cảm ơn em ha. Chương trình thôi. À, cho nên là chị cứ thoải mái, đầu tiên là mình sẽ bắt đầu luôn. À, mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Ừ, chị cảm ơn em. À, chị tên đầy đủ là Phương Thị Hễ, chị sinh năm 1978. Thì sinh ra và ở Nghệ An, nhưng mà đến năm 2005 thì chị vào Sài Gòn để lập nghiệp. Cũng do biến cố của hôn nhân gia đình ấy. Cho nên là chị cũng muốn chuyển vào Nam để công tác. Dạ. Là quê gốc của mình là ở đâu chị? Chị là Nghệ An, nhà chị ở thành phố Vinh ấy. Dạ vâng. Chị Huệ đúng không chị? Hệ, chị tên là Hệ, chị là Phương Hệ đấy. À, Hệ. Dạ. Rồi, ok, vậy thì là cái cuộc biến cố hôn nhân trước đó của chị như thế nào chị chia sẻ giúp tụi em luôn nha. Là cái năm 2002 ấy thì chị kết hôn. Chị tốt nghiệp đại học là năm 2000, đến 2002 là chị kết hôn, là chị sinh được một bé. Thì đến năm 2004 là chị chia tay. Nói chung là chia tay là cũng do ông xã cũ của chị ấy, thì nói chung là kiểu cũng người Bắc ấy, xong rồi ra trưởng. Rồi cũng bạo lực gia đình ấy, nói chung là đánh đấy, đánh chị ấy. Môi trường gia đình nhà chị thì nói chung là không có chấp nhận cái điều đó. Nên là ba mẹ chị cũng yêu cầu chị là phải ý là giải thoát cho chính bản thân mình ấy. Thế sau đấy thì năm 2005 ấy thì bạn thân của chị là dạy ở Đại học Cảnh sát ở Sài Gòn này. Mới kêu là trường đang tuyển giáo viên ấy. Thì đó là chị đang dạy ở Đại học Vinh. Sau đó thì chị vào thì chị cũng ý định là vào chị apply, chị công ăn việc làm ổn định xong rồi chị đưa con vào ấy. Vì khi chia tay á là ông xã chị cũng muốn nuôi con, nhưng mà vì con đang nhỏ nên là tòa chia cho chị nuôi. Sau đó thì chị cũng để con ở nhà với bà ngoại một thời gian, xong chị vào đây chị lập nghiệp rồi xong ổn định chị đưa cháu vào, cũng là cháu gái ấy. Nhưng mà là con gái chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 21 em. Cháu học đại học năm 3 đại học sư phạm. Rồi, hiện tại thì chị đang làm việc gì? Chị đang là giảng viên em, giảng viên trường cao đẳng. Ngày xưa là chị dạy đại học cảnh sát, bây giờ chị trường cao đẳng công thương. Dạ rồi, chị chia sẻ một xíu về bản thân mình đi chị, những cái đặc điểm tính cách, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Chị thì thực ra chị là người rất là thẳng tính, bộc trực và nói chung là đôi lúc cũng nóng tính. Tại chị cái tuổi mậu ngọ nên cũng hơi gọi là trực tính chút xíu. Chị thì sống rất là trách nhiệm với gia đình và công việc, nói chung là chị là người hướng nội, người của gia đình. Cho nên là khi mà chị kết hôn lần hai ấy, thực ra là lúc đó chị sau 2010 ấy, thì chị tái hôn với một người ở trong này ấy, sau sinh được một bé trai, năm 2011 thì sinh được một bé trai. Thì chị là người của gia đình cho nên là cái ông xã chị thì cũng cứ hay nhậu nhẹt với giao lưu ở bên ngoài ấy. Rồi cũng có bạn gái ấy, xong rồi chị cũng quyết định chị chia tay. Cho nên chị tự lập, chị ở vậy, chị nuôi con ấy. Nhưng mà tính chị là rất là, nói chung là chị là người của gia đình. Chị không thích gọi là sống không có trách nhiệm, em hiểu không? Là bé trai đó là được bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé trai năm nay học lớp 6 em, thì chị nuôi. Còn bé chị cũng đang nuôi luôn. Bé gái đầu thì ở Hà Nội không, bé gái đầu thì bên nội luôn. Bé gái đầu thì là ở bên nội. Rồi, vậy thì là tính ra cái cuộc hôn nhân thứ hai của chị là chị ly hôn cách đây là bao nhiêu lâu rồi? Mười mấy năm hả? Hồi đó tụi chị đến với nhau thì cũng là dạng là trong quá trình tìm hiểu thôi, chứ cũng chưa xác định là lấy nhau. Tại vì chị cũng lúc đó chị cũng chưa muốn, nhưng mà sau cũng do vì lỡ kế hoạch ấy, nên là tụi chị sinh con thôi, thì tụi chị ở với nhau thôi chứ tụi chị không có đăng ký kết hôn đấy. Thì sau khi mà chị phát hiện anh có bồ nhí ở ngoài ấy, thì chị cũng chủ động chia tay luôn, nói chung là chị tự lập nuôi con luôn, không ràng buộc gì. Coi như là đến với nhau thôi rồi có con chứ cũng không phải là đăng ký kết hôn gì đúng không chị? Đúng rồi. Rồi vậy thì là bây giờ chị mong muốn là tìm một cái người như thế nào để phù hợp? Thực ra thì bây giờ chị cũng muốn tìm cái người nó cũng trạc trạc tuổi chị hoặc lớn hơn chị ấy. Tầm nói chung là như chị đăng ký trong hồ sơ á, thì là tầm khoảng từ 45 đến 55 tuổi. Nói chung là anh cũng phải có công ăn việc làm ổn định. Rồi nói chung là
chị cũng mong là con cái trưởng thành hết rồi, để có dành thời gian cho nhau, hiểu không? Đến cái tuổi này thì chị muốn gọi là có một cái gì đó nó cuộc sống gia đình nó cứ bình an vậy thôi, chứ còn kinh tế thì chị không đặt nặng lên vấn đề hàng đầu. Đấy, thì miễn là công ăn việc làm ổn định, nhưng là người nam thì càng tốt. Chị bây giờ chị rất là dị ứng với người Bắc. Thật sự là như vậy. Đấy, nhưng mà tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là người Bắc nào cũng xấu. Chị thì cứ thẳng thắn ngay từ đầu vậy, thì tụi em hiểu được, thì chia sẻ được với chị, với là tìm kết nối được đối tượng phù hợp, thì chị cảm ơn. Rồi, ưu tiên là người miền Nam ha. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không chị? yêu cầu đặc biệt rồi yêu cầu đặc biệt thì nhiều lắm, đừng có nhậu. Chị là chị ghét người nhậu lắm, khiếp luôn đấy. Nói chung là không có gì hoàn hảo cả, nhưng mà cố gắng, nó cũng 10 điểm thì cũng phải được 7 8 điểm chút xíu, thì chị mới nghĩ rằng là chứ thực ra bây giờ chị cũng đổ vỡ 2 lần như vậy rồi, bây giờ chị cũng rất là care, rất là cautious, rất là cẩn trọng, em hiểu không? Rồi ví dụ như là ngoại hình người này thì sao chị? Ngoại hình thì nói chung là thực ra chị thì cao, cho nên là chị cũng muốn người nó cũng tầm tầm cao như chị, độ như trong hồ sơ chị nói là tầm 1m65 trở lên đấy. Nói chung hình thức thì cũng ưa nhìn là được rồi, nói chung là không không cần phải to cao đẹp trai. Rồi công việc chị có yêu cầu gì không? Yêu cầu công việc thì chị cũng muốn là anh làm nghề, có thể là doanh nghiệp nhưng mà nó phải ổn định, nghề nghề hành chính nhà nước thì nó cũng ổn định chứ. Rồi ok chị, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi, thì tụi em có ghi lại những cái tiêu chí cơ bản của mình rồi. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 á, cũng như có người phù hợp, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết ha chị ha. Rồi, chị cảm ơn Dạ em. rồi, em cảm ơn chị ạ. Mình cát tin xong rồi á chị. Tín hiệu bên em rõ ràng không ạ? Dạ em nghe rõ anh ơi. Dạ vâng ạ. Em mời chị giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình để cho trên bên chương trình được biết ha chị ạ. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại của mình ạ. Là những thông tin cơ bản thôi để mình làm quen nhau ha. Em mời chị Dạ ạ. dạ em tên là Tạ Kim Hạnh, em sinh năm 1981, hiện tại em là công nhân ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 Bình Dương chị, anh chị. Rồi. Mà quê quán gốc của mình ở đâu chị Hạnh ha? Dạ em ở Cao Lãnh, Đồng Tháp anh ơi. Ô, Đồng Tháp. Rồi. Dạ. Chị Hạnh Nhưng là một cô gái như nào? Chị cứ dạ nói đi, chị sao cứ nói đi. Chị là một cô à, gái như nào, có điểm mạnh, điểm yếu gì? à, hiện tại là em ly hôn và có một bé trai 12 tuổi đang học lớp 6 anh. Còn em thì em có cái ưu điểm là ít nói nhưng lại thương chồng thương con, chăm lo cho gia đình. Cái ly hôn với lại có một bé trai 12 tuổi ấy, thì theo em đấy nó không phải là điểm yếu đâu chị ạ. Chuyện đấy chuyện bình thường mà, đâu có gì đâu mà chị phải cho nó là điểm yếu. Chị hơi tự ti với điều đó hả? Dạ thì em cũng ngại á, tại vì mình có con rồi, người khác người ta cũng ngại đến với mình á anh. Nhưng mà sau khi ly hôn chị với anh là ly hôn mấy năm rồi, sống với nhau được mấy năm? Dạ em ly hôn lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi anh. Dạ Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu năm và lý do ly hôn là gì ạ? Ly hôn là do là em với chồng em không có hợp nhau anh, không hợp về tính cách á. Rồi không Chồng em không hợp về tính cách, nhưng mà sống sống với nhau mấy năm? dạ anh, tụi em sống với nhau được 1 năm anh. Thế vậy cũng mới ha. Xong rồi thế cái lúc mà anh ấy đi là bé mấy tuổi chị? Mới Dạ lúc có bầu là em đã chia tay rồi anh ơi. Dạ rồi. dạ hiện tại là bé ở với em. Rồi bé có ok với việc mẹ đi kiếm ba cho bé không?
Dạ bé ủng hộ em anh. Bé không có phản đối, bé cứ nói là ừ sao mẹ không lấy chồng đi. Cứ nói vậy. Dạ. Đó. Thì sau khi mà ly hôn chồng cũng mười mấy năm rồi ấy, thì không biết là chị có tìm hiểu hay là tiến tới với một mối quan hệ gì đấy đã chưa? Dạ thì em cũng có một hai mối tình nhưng mà em cảm thấy không phù hợp cho nên chưa có đến, cũng vẫn ở một mình. Thế thì sau khi mà ly hôn ấy, thì mối tình nào sâu sắc nhất ạ? Em có quen một mối tình được khoảng một năm, nhưng qua một thời gian một năm thì em thấy ấy thì hay có cái tính là lăng nhăng á anh. Mặc dù có em rồi nhưng đi ra đường còn quen như nhiều cô khác đó, nên em chia tay. Dạ. Mối tình sâu nhất của em là một năm. Dạ, dạ rồi. Chị có gương mặt nhìn văn hóa nghệ thuật quá ha. Chị có hát được ca cổ hay là hát những cái bài về miền Tây quê hương của mình không ạ? Dạ em hát được nhưng mà cũng không có gành lắm. Chị chỉ hát được ca cổ hoặc là nhạc dân ca thôi chứ em không có hát nhạc trẻ. Dạ vâng, chị bây giờ thì mời chị thể hiện một bài vào buổi sáng ngày hôm nay cho anh chị em nghe được không ạ? Em thí dụ như em hát một đoạn được không anh? Dạ vâng 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 ạ. Dạ. Một đoạn giờ trong bất chợt không biết hát bài nào giờ. Bài gì cũng được, chị trong đầu chị nghĩ ra bài gì hát bài đấy cũng được. Tại bây giờ chưa phải quay hình nhá. Mình thay đổi không khí xíu. Dạ. Giờ thì không nhớ bài nào. Lá sầu riêng, Lan Điệp nhẹ nhàng, là một bài mình lấy miền Tây quê hương mình. Cái bài chữ tình tự nhiên em quên mất mấy cái bài chữ tình anh. Cái bài bài gì chị muốn bài gì nhỉ? Dạ. Chị muốn bài gì nhỉ? Để em sọt cho chị cái tên. Bài chị đã tải ý đi. Ý là giờ em cũng không nhớ được á, không nhớ là dạ, nếu mà rồi. Hát chắc phải em phải phải tập trước. Dạ vâng rồi. Thì dạ, bây giờ không biết là cái mẫu người mà chị mong muốn tìm kiếm thì như thế nào ạ? Dạ em muốn tìm một người đàn ông cho mình là người biết lo làm ăn, biết thương vợ thương con, rồi nói chung là biết cư xử với mọi người á. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ những cái về mà đức tính như thế này thì bọn em sẽ tìm cho chị một người như thế này. Nó phù hợp với lại hoàn cảnh của mình. Nhưng mà em muốn biết là về cái ngoại hình ban đầu ấy, cái ánh mắt mà mình nhìn vào ấy, thì chị mong muốn như thế nào? Em thích mẫu người đàn ông đừng quá thấp, có nghĩa là cũng tương đối, cũng không cần đẹp, chỉ cần coi cũng được là được rồi anh. Nhưng mà chị coi được thì như nào đó? Chị coi được thì chị là chị coi được mà em chưa biết chị coi được nó như thế nào. Thì nói chung là cũng bình thường thôi, em không cần đẹp. Chỉ cần là chung chung, đừng có thấp quá là được. Em không cần đẹp, chỉ biết thương vợ con là được rồi. Biết lo công việc nghề nghiệp sao? Công việc nghề nghiệp thì sao? Như nào phù hợp với mình? Công việc thì em chỉ cần có công việc ổn định là được rồi anh. Công việc ổn định. Bây giờ là chị đang làm ở Bình Dương đúng không? Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, dạ. Dạ. Vâng, thì chị cũng mong muốn là tìm kiếm người ở khu vực nào? Em muốn tìm một người ở miền Nam mình cho tiện á anh, tiện tới nơi á. Miền Nam là được hả? Dạ. Ví dụ như Đồng Tháp này hoặc là Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ, nói chung là được, miễn ở miền miền Nam là được, tại vì em sợ xa quá, miền Nam cho tiện đó anh. Dạ vâng. Dạ. Thí dụ bây giờ xa xa kiểu dạng Vũng Tàu thì anh chị yêu xa vui vui lâu lâu hẹn hò, chị có ok được đó không? Dạ được anh. Nói chung là ở miền Nam xa xa cũng được, nhưng mà ý là em sợ ở ngoài Bắc xa quá đó, em không có tới lui được đó, em sợ. Dạ. Dạ vâng, rồi em hiểu rồi ạ. Dạ vâng, chị chắc chắn là những cái yêu cầu này của chị thì bọn em sẽ tìm. Dạ. À, em cảm ơn chị Hạnh ngày hôm nay đã có chia sẻ với lại chương trình. Thì sau cái buổi này thì bọn em sẽ tìm kiếm những cái hồ sơ phù hợp. Nếu mà có người phù hợp thì biên tập sẽ làm việc nội dung trực tiếp với chị để kỹ hơn nhá về câu chuyện của chị. Dạ vâng, thì mong là chị sẽ cố gắng để tham gia cùng với lại chương trình. Dạ. Em cho hỏi em đang nói chuyện với anh gì ạ? Dạ, là em là Hiệp ạ. Hoàng dạ. Hiệp. Dạ. Hiệp, dạ. Cái thời gian mà mình tìm khi nào gặp thì anh Hiệp liên lạc với em. Dạ vâng ạ, cái này thì nó còn phải tùy thuộc vào duyên số đó. Đó. Dạ. Có người phù hợp đó, phải hồ sơ nó phải phù hợp cơ. Chứ không ấy được. Dạ. Dạ. Chỉ có bất cứ thông tin gì bọn em sẽ liên hệ lại liền ạ. Dạ, chị yên dạ. tâm. Muốn chia sẻ với anh Hiệp gì nè, ví dụ như em muốn tìm một người đàn ông bằng tuổi em hoặc lớn hơn em á, chứ em người nhỏ cũng như em á. Rồi, bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn. Dạ. Rồi. Rồi, chị có bây giờ chị có bất cứ yêu cầu gì bạn trai chị cứ chủ động chị nói với em, như nào cũng được hết á, đây là yêu cầu của chị mà. Dạ. Thì không có nhu cầu gì nhiều, chỉ cần một người biết thương vợ, biết thương con, biết lo làm ăn và công việc thì công việc ổn định vậy thôi. Rồi, chị không thích đàn ông như thế nào? Dạ sao anh? Chị không thích người đàn ông như thế nào ta? À, em không thích nhậu quá, có nghĩa là nhậu vẫn được, nhưng mà nhậu vừa được nghỉ, chứ còn là nhậu mà đèn nhẹ là em không thích. Thích nhậu quá nhiều, không thích ăn chơi cờ bạc hay là cái vốn á. Em muốn là người đàn ông lo làm ăn, biết thương vợ thương con. Rồi. Phải quan tâm vợ chút xíu. Dạ. Rồi ok, em cảm ơn chị Hạnh nhá. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại với mình ha. Dạ, em cảm ơn anh nha. Em cảm ơn chị.